Ngày 1 tháng 7 năm 2018, Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Đỗ Hoàng Linh, 22 tuổi, thường trú tại tỉnh Cà Mau và Võ Lưu Giang, 27 tuổi, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, trên đường đi làm về qua khu vực thành phố mới Bình Dương, bà Danh Thị Trung, 42 tuổi, bị Linh và Giang đi xe máy áp sát cướp giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng. Từ mô tả đặc điểm nhận dạng do người bị hại cung cấp, Chiều 30 tháng 6 năm 2018, các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phát hiện Linh và Giang chạy xe máy vào một khách sạn ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Sau đó, các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phú Hòa phối hợp với công an phường Định Hòa đã kiểm tra phòng khách sạn nơi Linh và Giang thuê ở. Tại đây, công an phát hiện nhiều bịch ni lông nghi chứa ma túy và dụng cụ dùng để hút ma túy đá. Kiểm tra xe máy của Linh và Giang, công an còn phát hiện một cây kiếm nhật được cất giấu dưới yên xe máy. Cả hai khai nhận đã đi cướp giật tài sản của người đi đường rồi đem bán lấy tiền mua ma túy đá. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã thu giữ toàn bộ số tang vật để điều tra làm rõ.